Chào, mình là April. Hôm nay là thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018. Gọi cho là gần ngày cuối cùng của năm 2018, năm Mậu Tuất. Thì buổi hôm nay trời cũng mưa. Ngoài trời mưa đổ và nhiều hạt mưa. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như mưa ngoài kia. Mình hát vài câu cho cái video nó sống động thêm xíu thôi. Nhưng thôi, vào chủ đề chính ngày hôm nay nha. Thì ở video lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về thủ thuật tắt on enter ký tự ngắt dòng trong Excel. Thì có trên công ty mình có gặp một trường hợp như sau. Một dòng dữ liệu của một dữ liệu một dòng muốn tách ra thành các ký tự khác nhau, muốn tách các ký tự ra thành hai cột. Ví dụ Excel thì sẽ ra một cột và số 5 sẽ ra một cột. Nhưng mà khi mà nghĩ tới tách cột đó, thì các bạn sẽ nghĩ tới việc là vào dùng test to column, đúng không? Nhưng mà khi các bạn sử dụng test to column thì nó lại báo lỗi. Tại vì test to column là chỉ dùng cho column và không có dùng cho cột, ta không có dùng cho dòng được. Vậy thì như vậy thì chúng ta phải đổi nó về những cột để mà chúng ta xử lý nó. Thì với dữ liệu dạng dòng này và có các ký tự on enter này, thì chúng ta có thể sẽ phát sinh ra các vấn đề là làm sao để lấy được on enter ra, chuyển về dòng và chuyển về cột và tách ra. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ nói về chuyển về cột trước ha. Chúng ta quét chọn nguồn dữ liệu Ctrl C để copy. Sau đó chúng ta sẽ quay lại một nơi nào đó mà các bạn muốn dán ký tự vào ở dạng cột. Đây mình sẽ dán tại cái cột I4, cái ô I4 để cho ra dạng cột. Thì các bạn có thể sử dụng chuột hoặc các bạn sử dụng phím tắt. Thì do video chia sẻ cho nên mình sẽ sử dụng chuột nhiều hơn là phím tắt ha. Thì các bạn vào thẻ Home, trong thẻ Home các bạn chọn Paste và các bạn chọn cái phần Transpose. Khi Transpose xuất hiện thì dữ liệu của bạn sẽ được chuyển từ dạng dòng sang dạng cột. Rồi bây giờ tiến tới phần tiếp theo là sử dụng cách Split để tắt on enter ra khỏi cái cột dữ liệu của các bạn. Thì để tắt thì có nhiều cách. Một, thứ nhất là các bạn sử dụng chức năng là replace trong Excel. Hai là sử dụng formula. Ba là sử dụng VBA. Thì ở trong video lần này mình sẽ nhắm tới cái thằng này. Formulas. Thì về formula mình muốn sử dụng nó hơn là vì nó có thể mình có thể tùy biến nó nhiều lúc. Rồi việc thứ hai mà chúng ta cần phải xác định nữa là làm sao để xác định on enter, làm sao để lấy được on enter ra trong Excel. Khi xác định thì chúng ta sẽ sử dụng tới hàm. Thì để thì trong cái bài này các bạn sẽ biết thêm hai hàm nữa mà các bạn ít sử dụng tới, đó là hàm call và hàm char. Hàm call là hàm trả về ký tự. Hàm call là mình được gọi là hàm trả về mã dạng số cho một ký tự. Có nghĩa là đối với ký tự A đi chẳng hạn, mình có nhiều ký tự ha. A đi, xong rồi B kéo xuống A B C D gì đó, C D đi, bốn ký tự này. Thì trong Excel nó sẽ mã hóa ký tự này về dạng số bằng hàm call. Thì cấu trúc của hàm call chỉ đơn giản là call và test thôi. Vì các bạn là chọn test enter thì chúng ta được hiểu là cái thằng ký tự A thì cái mã trong mã về mã dạng số của nó trong Excel là 65 và ký tự B của nó trong Excel là 66. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với on enter. Để làm on enter chúng ta chỉ cần gõ on enter vào, đúng không? Sau đó công thức xuống thì chúng ta sẽ là 10. Có nghĩa là on cái phím tắt on enter này, mình viết đây để dễ hiểu ha. Enter. Cái on enter này trong Excel, cái mã ký tự mã dạng số của on enter trong Excel là 10. Như vậy chúng ta đã xác định được
cái mã nhận số của ký tự. Giờ chúng ta dùng một hàm để trả về ký tự mà số đã quy định, là chúng ta sử dụng hàm call. Hàm call là hàm trả về ký tự dạng mã, dạ, trả về ký tự mà dạng mà số đã biết rồi á, nghĩa là call giá trị 65 nè, gõ vào 65 nè, chúng ta sẽ ra là o. Tương tự chúng ta có thể là bằng character, bằng call của 66 á, làm tương tự vậy thôi. À, mà ở đây để nhanh á thì mình sẽ dùng call của thằng call này luôn, nhanh nhanh ha. Đó, mình giải thích là như vậy. Thì như vậy cái thằng này mình sẽ dùng là call của 10. Call của 10 sẽ trả về là enter. Rồi, phần tiếp theo nữa mình muốn nói đó là dùng một hàm, đó là hàm substitute. Hàm substitute là dùng để thay chuỗi ký tự mới cho chuỗi ký tự cũ. Cấu trúc của hàm substitute thì đơn giản là test phẩy old test phẩy new test instant number phẩy instant number. Instant number là nói về xác định ký tự đó xuất hiện lần thứ mấy mà mình thay thế. Giả sử như mình có một cái như thế này ha, mình sẽ nói về cái instant number này cho các bạn. Giả sử như mình có một cái gọi là năm, mình có là 20111 đi, ba số 1 ha, thì mình muốn thay thế cái số 1 cuối cùng bằng cái số 2. Ước của mình là bây giờ thay thế số 1 cuối cùng trong chuỗi 2011 thành số 2. Đó. Rồi. Thì làm sao để thay thế? Thì chúng ta dùng hàm substitute. Hàm substitute là test là 2011. Old test của mình sẽ là số 1. Đúng không? New test của mình sẽ là số 2. Rồi, phải cái instant number này là xác định nè. Nếu bạn không sử dụng instant number thì mặc định là sẽ có bao nhiêu số 1 nó sẽ thay thế hết bằng số 2. Nếu bạn sử dụng instant number là bạn xác định cái số 1 thứ mấy nó thay đổi thành số 2 thôi. Ở đây thì mình muốn như đề bài là thay thế số 1 cuối cùng trong chuỗi 2011 thành số 2, có nghĩa chuỗi 2011 có mấy số 1? Có 3 số 1, và thay thế số 1 cuối cùng là số 1 thứ 3, nên mình sẽ để là số 3. Mình thay hàm 2012, có nghĩa là cái instant cuối cùng là cái thay thế, là các bạn xác định cái vị trí cho cái old step mà bạn muốn thay thế trong cái chuỗi dữ liệu của bạn. Rồi, như vậy là mình đã nói về hàm rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại bài toán của chúng ta nè. Lúc này chúng ta sẽ dùng hàm substitute. Rồi, test của mình sẽ là cái item của mình đúng không? Thầy old test của mình thì lúc này chúng ta sẽ wrap hàm vào. Một là bạn sử dụng character, character luôn, car, hàm car luôn. Và bạn đã biết được cái enter thì ký tự, ký tự về dạng mà ký tự về dạng mã số trong Excel nó quy định là 10, thì bạn gõ luôn là 10 vào. Là lúc này cái old test của bạn trong Excel nó đã hiểu là cái on enter rồi. Phải cái new test của mình ở đây mình chuyển thành dấu cách đi, hoặc là dấu chấm phẩy gì đó tùy các bạn. Ở đây mình chuyển thành dấu cách. Phải instant number này mình có cần không? Trong trường hợp này mình muốn thay thế tất cả on enter luôn, cho nên mình không dùng tới instant number nữa. Cho nên mình đóng mặt hết hàm enter. Dữ liệu của mình đã được tách ra. Và lúc này các bạn muốn cho nó chuẩn hơn nữa mà không còn bất kỳ một ký tự khoảng trắng nào trong cái vùng dữ liệu của bạn xuất ra, các bạn thêm một hàm nữa, hàm trim. Hàm trim là hàm cắt tất cả các khoảng trắng trong cái vùng dữ liệu của các bạn. Đóng ngoặc hết hàm. Rồi. Một bước nữa chúng ta cần làm đó là để tách được vùng dữ liệu này. Đúng không? Để tách vùng dữ liệu này thì chúng ta cần phải base value nó ra. Base value thì các bạn copy xong các bạn vào thẻ home chọn 123 value ha. Dữ liệu đã ra value rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tách cột. Tách cột thì chúng ta vào thẻ data và test to column. Cửa sổ hiện ra chọn delimited, chọn next, chọn ký tự để phân tách là space, chọn next và chọn finish. Dữ liệu của bạn
đã được phân tách ra thành hai cột, Estelle và 2013. Việc chúng ta còn lại là rap theo cái tiêu đề ban đầu là đẩy về Manhattan. Rồi, 5. Rồi, đây là như vậy, từ vùng dữ liệu ban đầu, từ dòng chúng ta đã tách Arminter và chuyển sang cột và dòng. Như vậy, ở chia sẻ, video chia sẻ lần này đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Thank you.